từ giờ là chắc tôi không có mua mì Ý ở ngoài về nhà ăn nữa, mà chuyển qua nấu ở nhà ăn vậy luôn quá. Tôi với ông người yêu tôi á là khoái ăn mì Ý lắm, mà mỗi lần mua về nhà là nó bị nguội, bị khô cứng hết trơn. Mua 10 lần là hết 10 lần như vậy nè, không có ngon như là ăn ở tiệm. Cái hộp này hết 70 ngàn á mấy bà tin không, không có rẻ xíu nào luôn á, mà còn ít nước sốt nữa. Nên thôi chuyển qua tự nấu ở nhà ăn đi, rẻ dễ mà còn ngon nữa. Để mà dễ mà tiện nhất á là mấy bà thử cái hộp mì Ý Bunmowa này nè. Cái Bunmowa này là cái bánh hot dog mà mình hay ăn á. Ngoài cái bánh nó ra là người ta có bán thêm cái mì Ý đóng hộp này nữa nha. Tôi mới khám phá ra được hai vị, cái này là mì Ý sốt cà chua nè, còn cái này đó mì Ý sốt kem gà nấm. Cái hộp này là người ta chuẩn bị nguyên liệu cho mấy bà hết luôn, có 5 gói, một gói sốt, một gói mì Ý, ba gói gia vị được đánh dấu 1 2 3 như vậy nè. Người ta hướng dẫn hết á, đổ mì Ý luộc với lại xíu muối biển với xíu ít nước lọc. Luộc chín rồi mình vớt ra, rồi bắt đầu mình cho cái gói số 2 vô là cái gói dầu nè. Xong rồi đổ cái gói sốt lên đun sôi, rồi đổ cái mì Ý hồi nãy mình luộc vô, đảo từng 2 phút là xong rồi nè. Giờ đổ ra dĩa rồi mình dắt cái gói số 3 là cái rau mùi tây vô là ăn được rồi đó. Được một cái là cái mì Ý này sốt rất là nhiều nha. Nên khi mà trộn á thì cái sốt nó sẽ áo đều cái mì Ý luôn, ăn rất là thấm. Cái sốt cà chua thì còn có thịt viên băm nữa nè. Còn cái sốt kem gà nấm á thì có miếng gà với nấm luôn nha. Tôi thấy ông người yêu tôi mua cái hộp mì Ý ở ngoài về mà nhìn không có hấp dẫn bằng cái hộp đóng gói này luôn á mấy bà. So sánh cho mấy bà coi nè, cái sợi mua ở ngoài về thì nó sẽ bị nguội, bị khô mà ít sốt lắm nha, trộn cũng không có đều nữa. Còn tôi nấu ở nhà thì nó nóng mềm, sốt nhiều nhìn hấp dẫn mà ăn kiểu đậm sốt ngon lắm. Cái vị cà chua thì mặn mặn chua chua rất là đậm đà. Còn cái sốt kem béo thì nó rất là béo nha. Một hộp như vậy là dành cho hai người ăn á, đừng có giống như tôi hai người mà làm tới hai hộp ăn không hết. Nói chung á là tôi vẫn thích tự làm ở nhà ăn hơn nè, nên có gì mấy bà tham khảo thử nha.